lái xe sang đến nghĩa trang Thanh Minh, người đàn ông hối hận vì điều này. Không để ý đậu xe vào chỗ có người vừa đốt vàng mã, giấy vàng mã cháy dở đã bắt lửa sang chiếc xe Audi sang trọng, cuối cùng xe sang bốc cháy, chỉ còn trơ khung. Một người đàn ông ở Đằng Châu, Sơn Đông, Trung Quốc đã lái chiếc ô tô Audi sang trọng của mình đến nghĩa trang để quét dọn phần mộ tổ tiên. Vì dịp lễ Thanh Minh rất đông, người đàn ông không đậu được xe vào bãi đỗ, đành để cạnh nghĩa trang rồi đi viếng mộ. Nào ngờ, do không chú ý, người đàn ông đậu xe đúng vào vị trí có người vừa đốt vàng mã, lửa ở chỗ vàng mã đốt dở chưa được dập tắt hoàn toàn. Kết quả khiến chiếc Audi bốc cháy dữ dội. Mặc dù những người gần đó đã ngay lập tức gọi cảnh sát và cứu hỏa, nhưng có quá nhiều người tảo mộ trong lễ Thanh Minh, đường bị tắc nghẽn nghiêm trọng, xe cứu hỏa không thể đến kịp. Cuối cùng, chiếc Audi bị thiêu rụi chỉ còn trơ khung, khiến người đàn ông không khỏi bàng hoàng, vừa sốt của vừa cảm thấy may mắn là không có ai bị thương. Vụ việc sau khi được lan truyền trên mạng xã hội đã lập tức gây chú ý. Đa số mọi người đều cho rằng, quét dọn mồ mả hay đốt vàng mã đều phải rất cẩn thận, nếu không sẽ gây ra những hậu quả khôn lường, may mắn trong trường hợp này. Không có ai bị thương, chỉ là gia chủ quả thực đã nhận được bài học nhớ đời. Có cư dân mạng còn trào phúng bình luận, tổ tiên người đàn ông này đã dạy cho anh ta một bài học rồi, sau này cẩn thận củi lửa mọi lúc mọi nơi. Đây là đi đốt xe giấy, nào ngờ cúng luôn cả xe thật.